Xin chào, tôi là tiến sĩ Mark Barnett, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Toàn cầu của Pharmanex. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn một hợp chất bổ sung dinh dưỡng đột phá mà chúng tôi đã phát triển để giúp chuyển đổi các quá trình sinh hóa của cơ thể bạn sang một chế độ tốt hơn, khỏe hơn. Đây là sự đột phá độc đáo có được sau 7 năm nghiên cứu khoa học độc quyền riêng biệt của Nu Skin. Trên thực tế, nghiên cứu của chúng tôi có ý nghĩa rất quan trọng khi chúng tôi có được những nghiên cứu khoa học đã được công bố để hỗ trợ những khám phá của chúng tôi trong cộng đồng khoa học với nhiều công trình nghiên cứu hơn nữa. Giờ đây, tôi muốn bạn hãy thử suy nghĩ lại về lối sống của mình, phân tích chi tiết về thói quen sinh hoạt mỗi ngày. Rất có thể bạn đang bị căng thẳng vì làm việc nhiều giờ liên tục, đôi khi lại sinh hoạt thất thường. Điều này có thể khiến bạn không thể ngủ đủ giấc để phục hồi sức khỏe. Còn về bữa ăn, bạn có nhận thấy mình đang ăn một cách hết sức khẩn trương không? Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng những vấn đề này sẽ gộp lại và tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Cứ 8 người trong chúng ta thì chỉ có một người được xếp vào nhóm có sức khỏe tốt về mặt trao đổi chất. Hiện tại, có thể bạn cho rằng đây là vấn đề liên quan đến trọng lượng, nhưng không phải vậy. Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy có khoảng 2/3 số người có trọng lượng bình thường nhưng lại không có một sức khỏe trao đổi chất tối ưu. Tương tự, một nửa số người thiếu cân lại không thật sự có được sự trao đổi chất khỏe mạnh. Có thể bạn đang thắc mắc về những gì tôi nói về sức khỏe trao đổi chất. Vậy hãy để tôi giải thích. Sức khỏe trao đổi chất là một cái tên đơn giản cho một khái niệm khá phức tạp. Đó là cách cơ thể tương tác với lối sống của chính bạn, bao gồm đầy đủ các quá trình sinh hóa đang ảnh hưởng đến mọi bộ phận trên cơ thể. Tôi đang nói về huyết áp, đường huyết, kháng sinh insulin, cholesterol, mỡ máu, mỡ bụng. Với một bên là lựa chọn lối sống lành mạnh và bên kia là lối sống không lành mạnh. Nghĩ một cách đơn giản, sức khỏe trao đổi chất được hình dung như là một quá trình. Khi chúng ta lựa chọn lối sống lành mạnh, chẳng hạn như thường xuyên vận động, lựa chọn thực phẩm lành mạnh, gồm có nhiều rau trái cây và rau xanh, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng, sức khỏe trao đổi chất của chúng ta sẽ chuyển dịch sang bên hướng khỏe mạnh hơn. Ít vận động, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc và gặp nhiều căng thẳng. Sức khỏe trao đổi chất của chúng ta sẽ chuyển dịch về phía không tốt cho sức khỏe. Đây là điều mà chúng ta nên tránh vì trao đổi chất không tốt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề cho sức khỏe. Tin vui là giờ đây, việc hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất của chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cảm ơn từ những nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã biết được mẹ thiên nhiên đã tạo ra một loại hợp chất rất mạnh mẽ, có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất cho sức khỏe của con người. Tôi đang đề cập đến anthocyanin, những sắc tố màu tím rực rỡ, tìm thấy trong nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc. Vì màu sắc rực rỡ là một trong những cách khéo léo của tự nhiên để báo hiệu loại thực phẩm nào chứa các chất dinh dưỡng quan trọng. Vậy chúng ta biết rằng chúng ta nên ăn nhiều màu tím hơn. Đây chính là lý do. Các nghiên cứu của chúng tôi đã giúp chúng tôi hiểu rằng chế độ ăn giàu anthocyanin kết hợp với lối sống lành mạnh giúp hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe mỗi ngày. Tôi sẽ giải thích thêm để bạn rõ nhé. Nhìn vào bản đồ nhiệt này, bạn sẽ thấy rằng các tác động sinh học của lối sống lành mạnh có thể được nâng cao hơn nữa bằng cách bổ sung chế độ ăn giàu anthocyanin. Nói cách khác, một lối sống lành mạnh là rất tốt, nhưng kết hợp giữa lối sống lành mạnh và anthocyanin thì sao? Điều đó sẽ càng tốt hơn nữa. Thật thú vị, đúng không? Hơn nữa, chúng tôi cũng biết rằng không phải tất cả các anthocyanin đều được tạo ra như nhau. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu để xác định anthocyanin nào mang lại lợi ích chuyển hóa hiệu quả nhất cho sức khỏe. Sau khi phân tích hơn 10 loại chiết xuất thực vật khác nhau, chúng tôi nhận ra quả việt quất đen, lý chua đen và gạo nếp cẩm có chứa các dạng anthocyanin có hiệu lực cao, đó là cyanidin và delphinidin. Đây là một khoảng khắc tuyệt vời đối với chúng tôi, vì cyanidin và delphinidin có một số đặc tính chống oxy hóa và bảo vệ độc đáo, giúp hỗ trợ phản ứng viêm lành mạnh, khiến chúng trở thành những thành phần hoàn hảo cho nhiệm vụ tạo ra một sản phẩm mạnh mẽ mà chúng ta đang rất cần. Bởi thực tế trên toàn cầu, người trưởng thành trung bình nhận được ít hơn 25mg anthocyanin mỗi ngày, không đủ để chúng ta có thể tận hưởng hoàn toàn những tiềm năng về giá trị của sức khỏe. Sản phẩm đột phá của chúng tôi hướng đến nguồn gốc của sự trao đổi chất trong cơ thể với liều lượng lý tưởng hàng ngày là 215mg anthocyanin từ hỗn hợp độc quyền, có nguồn gốc từ 3 loại siêu thực phẩm, gạo nếp cẩm, việt quất đen và lý chua đen.
Liều lượng 215mg đã được khoa học chứng minh là có thể mang lại những kết quả ấn tượng, gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ trung bình. Khi bạn dùng đúng và đủ liều lượng hàng ngày, hợp chất này có thể cung cấp những lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh, đó là hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất, hỗ trợ chuyển hóa cốt lõi để cải thiện sức khỏe, hỗ trợ phản ứng cân bằng viêm lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe các cơ quan quan trọng gồm có gan và tim, thúc đẩy hệ vi sinh khỏe mạnh để có sức khỏe đường ruột tốt hơn, duy trì lượng đường trong máu lành mạnh, cải thiện hệ thống chất chống oxy hóa, giảm stress oxy hóa. Dĩ nhiên, bạn có thể tự tin rằng những kết quả này đã được chứng thực bởi quy trình chất lượng 6S nghiêm ngặt của riêng Nu Skin để duy trì chất lượng, hiệu quả và kiểm soát an toàn qua từng giai đoạn. Chúng tôi luôn tận tâm trong việc nghiên cứu để có thể cung cấp cho bạn những sản phẩm chất lượng cao nhất để hỗ trợ các mục tiêu về sức khỏe của bạn bằng cách tập trung tác động vào nguồn gốc những ảnh hưởng đến sức khỏe trao đổi chất. Công thức độc đáo này hỗ trợ tăng cường những lợi ích từ lối sống lành mạnh của chính bạn, mang lại cho bạn sức khỏe ngay từ bên trong. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi chia sẻ về những đam mê và nhiệt huyết của mình về sản phẩm Pharmanex cải tiến mới nhất của chúng tôi. Chào tạm biệt.